quán xét chúng sinh trong vòng luân hồi dài vô tận. Với vô vàn nỗi thống khổ trên thế gian này, chư Phật đã rơi một giọt nước mắt và hóa thành Đức Đại Bi Quan Âm với lòng từ bi vô hạn. Ngài đã phát thệ nguyện lớn rằng, nơi nào chúng sinh có nỗi thống khổ, chỉ cần thành tâm niệm 6 chữ Om Mani Padme Hum, nơi đó sẽ nhận được sự ban phước gia trì của chư Phật. Với công năng tịnh hóa nghiệp xấu, năng lượng của thần chú sẽ xua đi những điều xấu ác, mang lại nhiều an vui, lợi lạc, hạnh phúc và mọi điều như ý cho chúng sinh. Niệm Om Mani Padme Hum có khả năng đóng lại 6 nẻo luân hồi, đưa chúng sinh về cõi tịnh độ. Nguyện cho nhân sinh giải thoát, người đến thế gian nguy nan, ai phát tâm niệm trì thần chú thì bao hiểm nguy sẽ được an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Niệm chân ngôn nhiều như thế, vào những lúc khó khăn đau thương, phước ban diệt trừ phiền não, Quang Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Ngày đêm nêu thành tâm khấn, ngóng như ý ở trong tim ta, ước mong điều được tòa ý, chú tâm chỉ luôn mỗi ngày. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Mệnh đau trong thân thể ấy, vì nghiệp chướng kiếp xưa ta gây, chỉ tâm niệm hỏi thần chú, Quang Âm giúp ta thoát nạn. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Người kia lâm vào cảnh khó, người đó phát tâm niệm ra, sâu âm tâm thành cung kính, bao chứng kia biến tan hóa lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Lại khi lâm chung người ấy, lòng tưởng nhớ đến Quang Thế Âm, bánh xe luôn hồi ngừng dừng, sẽ tái sinh tịnh độ an lành. Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Đại Bi Quang Âm tâm chú, người nhờ ghi 6 chữ diệu kỳ, 6 cõi luôn hồi giải thoát, hóa sinh hóa sen trở về.